Chào các bạn, bữa nay ta qua món gỏi, ta dùng dưa leo, cà rốt, cải thảo, cải nồi. Những cái món này ta có thể làm một thành món salad rất là tốt cho cái người bị bệnh mụn. Do dưa leo có cái tính mát, vị ngọt, công năng, nó thanh nhiệt, giải khát, lợi thủy, giải độc. Nó chứa nhiều hydrat carbon và vitamin C. Còn cà rốt thì nó có cái tính bình, vị ngọt, công năng kiện tỳ, hóa thấp, nhuận táo, sáng mắt, nó chứa nhiều vitamin A. Và cải thảo thì nó có cái tính bình, vị ngọt, công năng của nó là thanh nhiệt, trừ phiền và thông lợi đường ruột, và nó lợi tiểu, nó chứa nhiều vitamin A, vitamin E và nhiều canxi và chất sắt. Cải nồi thì nó có tính bình, vị ngọt, công năng thanh nhiệt, trừ phiền, thông lợi đường ruột, lợi tiểu, nó chứa nhiều hydrat carbon, vitamin C, vitamin A, canxi và chất sắt. Và ta dùng thêm giấm gạo và cho thêm chút xíu muối và chút xíu đường. Thì ta chế biến là mỗi món ta dùng có chừng khoảng 150 gram, ta sắc ta cộng dài tất cả các thứ. Chúng ta đem tất cả những cái cải này sau khi đã sắc rồi, chúng ta ngâm trong muối. Ta ngâm trong muối, nước muối trong vòng 2 tiếng, 2 tiếng đồng hồ ta để. Sau đó chúng ta vắt ráo nước, sau đó rồi chúng ta nêm cái giấm ăn, rồi là chúng ta cho thêm chút xíu đường phèn, nó thanh mát, khoái khẩu. Cái dinh dưỡng của nó thanh nhiệt hóa thấp và nó rất là tốt cho cái người mà bị bệnh mụn. Nó thích hợp dùng chữa mụn trứng cá, rồi mũi da cam là do mình bị cái thấp nhiệt, có thể dùng chữa tụ nhiệt, phiền khát, rồi tiểu vàng, và do ngộ độc chúng ta cũng có thể dùng được. Mát, khoái khẩu, dinh dưỡng phong phú, thanh nhiệt quá thấp, rồi giảm sắc sạm trên cái da mặt của chúng ta, và nó phòng trị mụn trứng cá, rồi cái chứng ngứa da, thích hợp cho là cái người là tâm phiền, mệt khát, rồi tiểu vàng, và những người mà tỳ vị hư thì cũng không nên dùng nó. Đó là cái bài mà ta dùng gỏi của các cái loại rau như tôi đã kể trên. Nó thích hợp cho người bị bệnh mụn và nám da, và bị mụn lâu ngày nó thâm trên da. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài. Kế tới là tôi sẽ đi những cái bài về nám, nám là gì, và những cái bài món ăn về nám nha các bạn.